Chiều ngày 23 tháng 1, thành phố tổ chức chương trình gặp gỡ thường kỳ với các doanh nghiệp, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Văn Lâm vui mừng thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp một số kết quả phát triển kinh tế xã hội nổi bật của thành phố trong năm 2017, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,3%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15,5%, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đồng chí khẳng định trong những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Đồng thời mong muốn năm 2018, các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp sức cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ phấn khởi trước những thành quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thành phố gặt hái được trong năm 2017, từ đó có những đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế địa phương. Đồng chí tin tưởng năm 2018, cộng đồng doanh nghiệp Uông Bí sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo vượt khó không ngừng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nhân, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Mậu Tuất 2018, nhất là chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tạo điều kiện của thành phố trong hỗ trợ các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có các cơ chế liên quan đến đất đai, vốn, lao động, xúc tiến đầu tư, thương mại, v.v. Hy vọng trong năm 2018, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những cơ chế chính sách thuận lợi.